Vào tối qua, Hội nghệ sĩ múa thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật múa dân gian dân tộc lần đầu tiên trên sân khấu không gian bờ đông sông Hàn, nhằm phục vụ cho đông đảo khán giả và du khách tại thành phố Đà Nẵng. Chương trình biểu diễn múa dân gian dân tộc được đan xen kết nối với các loại hình đơn ca, độc tấu nhạc cụ dân tộc. Điểm nhấn là phần trình diễn các tác phẩm múa do chính các biên đạo, nghệ sĩ của Hội múa thành phố Đà Nẵng sáng tác, thể hiện nét đẹp truyền thống múa dân gian độc đáo của dân tộc. Vì cái chiều hướng của xã hội bây giờ thì Hội nghệ sĩ múa Trung ương cũng như là Hội nghệ sĩ múa thành phố Đà Nẵng là cũng đã vận động rất là nhiều đơn vị, nhiều tỉnh thành để có cái hoạt động giữa cái trung tâm thành phố mà có được những chương trình dân gian dân tộc như chương trình của Hội nghệ sĩ múa thành phố Đà Nẵng như thế này á, thì đó là một cái điều mà thật sự là cả liên hiệp hội cũng như sở cũng như là Hội nghệ sĩ múa thành phố là rất cố gắng. Thì như hôm nay thì mọi người sẽ xem cái chương trình này, tôi sẽ thấy được cái màu sắc của người dân gian dân tộc của mình, nó nằm ngay giữa thành phố Đà Nẵng luôn. Đến với đêm diễn, khán giả không những được hòa mình vào dòng lịch sử, trải nghiệm nét đẹp của từng vùng miền, mà còn được tận hưởng nét quyến rũ của thành phố, con người Đà Nẵng chân thành mà hiếu khách. Không ít du khách nước ngoài tỏ ra vô cùng thích thú trước màn trình diễn của các nghệ sĩ. Và đây cũng chính là một thành công lớn của đêm diễn khi đã đưa nghệ thuật múa dân gian dân tộc đến gần hơn với công chúng, du khách trong và ngoài nước. Các điệu múa thực sự tuyệt vời. Tôi rất thích vì nó thực sự rất độc đáo và khác biệt. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và được thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời này. Ấn Độ là đất nước có truyền thống vũ đạo lâu đời, nhưng những gì mà tôi được xem tối nay cho thấy nghệ thuật múa của Việt Nam cũng hết sức phong phú và đa dạng. Những chương trình biểu diễn nghệ thuật múa dân gian dân tộc như thế này sắp tới sẽ được tổ chức thường xuyên hàng tháng tại bờ đông Cầu Rồng, tạo thêm một điểm nhấn đặc sắc trong hoạt động văn hóa vui chơi về đêm của Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu giải trí của du khách.